Để Thảo vô ngủ phải chè. Nè coi nè. Trời ơi coi. Coi đã, tôi nói rồi, uống yếu chịu thua ngay từ đầu đi. Bày đặt xảo sự rồi vô đây nằm ngủ. Coi kìa. Gà này nhịn da dữ rồi. Nhìn nó lớn không? Hello, hello mọi người. Hôm nay nhậu nữa mọi người. Đây là heo quay. Kia ổng sắt vuông mỏng mà ổng sắt cái này mỏng dày. Cháo. Đây là con mồi của mình nha. Con mồi này mình đã giết mấy lần rồi. Ở dưới Sài Gòn mình quay lại mấy lần mà tại video xó rồi chứ. Thả uống rượu hả? Ta để bia cho uống rồi mà còn mấy rượu nữa trời. Rượu đó giờ làm lớp rượu chấp trước. Còn mình năm ở dưới nè. Trời ơi. Con mồi này mình giết hoài mà coi không hết kìa mọi người. Bây giờ phải nè, đó. Phải phải làm rượu trước để ấy đi đường đầu trước. Còn con mồi bên đây là mình giết hoài mỗi ngày nha. Rửa đường ruột á. Tí lên bia thì lên bia đều luôn mà. Bỏ bỏ đá vô. Tắt nè Vương. Thôi có rồi, có đá. Thôi chưa tắt rồi. Chơi mấy rượu vệ sinh được rồi. Xin đừng rượu có lên mi đều mà trời ơi, ngán. Ủa lên luôn hả? Lên luôn, lên đều, lên rượu này là chỉ nhấp cho nó sạch sạch, ăn cơm cho súc miệng cho nó sạch răng miệng thôi. Còn vui uống bia mà. Rồi, hồi coi ăn ói nè mọi người ha. Xíu là coi là tôi quay phim lại mà nhập nè. Bớt mới về phải không? Lấy ra cái muỗng tọt à, muỗng hay là đũa nè, sọt vô cái nó ấy ra. Cuốn có ăn thịt gà không? Cầm cái giò gà sướng nè. Thấy mà. Cái đó gọi là cái gimbal. Gimbal hả? Ừ, đâu à. Mấy gimbal cũng được đâu. Tiền không á. Có 2 triệu mấy à? 2 triệu mấy 3 triệu à? Trời trời. Ừ, mình đầu tư cái đó mình đi. Mua 120 thôi là tôi đã không mua rồi mà kêu 2 triệu mấy. Rồi nha, hôm nay tôi chuẩn bị giết Nhật nha. Rồi. Vô cái làng đầu tiên. Mọi người xem tôi hôm nay tôi giết cái bạn Thảo thành phố này nha, tôi giết mấy lần rồi. Mà tại vì mấy clip đó tôi xóa rồi. Nhớ được trước rồi tôi giết. Rồi chuẩn bị coi xóa thêm clip này nữa nha. Mấy clip trước ảnh uống hết nổi, ảnh bắt mình á, ảnh kêu là ở dưới không có bán bia. Ăn cháo thì đâu đi chén không cháo ta. Em vô ăn đi, để anh khúc được rồi, không sao đâu. Cứ ăn đi, ăn cứ đi. Tôi cũng mới ăn cơm, ấy lộn mới ăn bún riêu. Anh Phương. Lâu lâu uống bia lâu quá không uống hả? Sao biết đâu. Bán đi, bán bánh gì. Chị có hai lon mà xỉn nguyên ngày vậy? Trưa đi uống vậy, chiều tối luôn. Em đi không có em đem lên. Cháo trắng. Miền quê ngoại. Miền quê ngoại. Nước ngọt này con. Đây ngon hơn nè. Dạ, em chơi hai cái luôn. Em xúc miệng. Vậy thì cầm thêm cái ly nữa nè, nhớ lên. Tôi quay lên nè. Dạ. Rồi nè, ngồi con nó chết nè mọi người. Ủa,
ghê. Đã. Ừ. Trắng cuối nhà quay. Không ăn bánh rồi ra ăn thịt nữa sao ăn. Lúc kìa. Nhà lúc kìa. Lụm miếng gà sướng ăn được không? Sướng. Em ăn được chưa? Em ăn làm con bia nè. Ồ, ai luộc gà ngon dữ ta. Ai luộc gà hả ta? Wow. Làm miếng cháo anh ơi. Không no, giờ ăn cháo cũng bia nữa đầu trước. Thôi luôn, thôi luôn. Con rồi. Những này hết đó. Giòn giòn, có da thôi. Con này sáng hình như chị hai làm, ý với đem qua. Ủa sao tắt không có nước hả ông Thảo? Không có nước. Có một cái tắt à. Ủa nãy rửa ra có một cái tắt hả chị? Tắt không có nước. Có một cái à. Có trái à. Không có nước kia luôn á. Cái muối này vậy không có nước đúng không? Dạ mọi người thấy không? Đúng rồi, tắt này tắt gì? Tắt gì ta? Cái tắc gì ta? Nó tắc bế, bế tắc. À, tắc bế, đúng rồi. Tắc bế vậy nó không mấy có nước. Chén hay sao vậy trời? Kiểu làm cho chủ nhà sợ chứ nhà rửa chén á. Ừ, vậy đi nên vậy. Ê! Trong xả đó. Chứ giờ ăn nữa rồi. Không có là nó cơm mà cá không? Con chó đó được nó được 500 gram không? Được 1,5 kg hả? Chuyện 1,5 kg luôn hả? Ừ. Con 1,5 kg ngon rồi. Con này nếu mình luộc có co lại còn. Sao nãy cái lúc mà nấu cơm mà mình không hấp nó vô? Không hấp này con còn có 3 lần. Không hấp được hả? Nhưng mà cái đoạn trong đoạn đó nó có cái hay rồi. Là tôi chê bà xấu trong đó rồi. Thì đó. Mình tưởng đâu nó về nó cắt ghép. Tao biết quay đăng bà, với bà thấy là, bà thấy mình bảo đấy mình quay clip đi. Thôi xóa đi. Sao mà xóa được? Vậy nó một chỗ nào mà sao nó khô vậy? Cái nào? Rút nghiệm tự nhiên ví dụ mình quay ngay chỗ ngã ba Thành Tân. Quay ngã ba luôn chứ không phải mua chỗ nào mấy. Sẽ không có đẹp đâu. Nhưng mà cái vậy mình ăn vậy mới ngon chứ. Sao mình thấy cái kiểu đó nó lại đẹp. Cái đầu mình sẽ mấy cái lần sau mình sẽ chú tâm vô cái kiểu đó nhiều hơn. Quay à. Cái thành ra nó nâng cấp lên lần lần là vậy thôi. Nhưng mà nó không. Cái cách mình nói chuyện, cái cách thể hiện sao mình nói nghe cho nó hay. Cái da nó vẫn giòn mà. Da giòn á chứ. Giòn mà. Ừ, da giòn. Không phải ăn bụng mấy miếng thôi. Đúng không? Giòn mềm á. Ừ. Còn làm cái da mặt khui ra không có được. Hôm nay hình như trên Facebook nó có mấy cái bay mà bắt lại mấy cái hàng mà về giống cái bóng đen kêu bằng bà đen nhưng mà không tên anh có đâu dân tên tin có bà về nó cũng không đen đen đâu muốn có nó đen vua gì á vua gì mà trên trong cái thì rất là vua gì á nha ừ đó là vua. Vua là mơ là thấy bà đen về báo mộng là để chống giặc á mà chống thành công đó là vua mới đọc cái miếng của bà cho nó là gọi là bà đen luôn. Người ta không biết bà tên gì bà mà lên bà Thiên Hương hay là bà đen cái quan trọng là ta đây tên thật của bà đen là Lý Thị Thiên Hương còn cái tên kêu là vẫn là kêu bà đen, Đúng rồi. Gọi là đức vua phong cho bà là gọi núi là gọi núi bà đen luôn. Mà có ai biết bà vì sao bà chết không? Biết rồi nhưng mà bây giờ nếu tìm hiểu tới đó rồi có biết vì sao bà chết không? Có biết. Bà bị bắt sao? Bà bị ví dụ như là bà chồng mới đánh giặc ngoại xâm, bà ở nhà nhưng thằng ngoại xâm nó đến định cưỡng hiếp bà nhưng bà giữ gìn chi tiết chờ chồng về, xong rồi tự nhảy xuống vực sâu chết luôn. Nhưng mà bà vẫn quan ức bà quay về báo mộng để giúp vua chống giặc. Không, không, quan trọng khác nữa. Nó có liên quan người ta cái núi nữa. Phải như bả leo lên đỉnh núi mà nhảy xuống bên đó. Đúng rồi. Đúng rồi, bả leo lên đỉnh núi đó đúng đó. Leo luôn núi này luôn à. Thì bả leo đỉnh núi mà nhảy xuống mới là gọi là liên quan tới cái núi bà đen. Đúng rồi. Với lại xong ở
dòng đó. Hồi đó leo lên đỉnh núi cũng cực lắm. Không phải trên đỉnh đâu, bà đâu phải chết từ trên đỉnh nhảy xuống đâu. Đúng rồi. Tự bà lên tới cái chùa bà mới nhảy xuống chết rồi. Nhưng mà không phải có một người cưỡng hiếp đâu. Con thằng làm cái truyền thuyết của nó bà đen luôn. Chị bỏ con radio á. Nó nói về cái truyền thuyết đó hay lắm. Trời ơi, coi lịch sử đi, coi trên đó làm gì. Nè, chuyện tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen, sự tích núi Bà Đen của Bổng Ngô Mario nè. Nói chung coi lên thằng Wikipedia, lên Wikipedia. Bổng Ngô Mario nó đi khắp nơi mà nó quay thực tế lắm, hay lắm. Nó gọi là nó sắc thật không. Nói chung thì trước khi mà nó quay, tại vì nó cũng nổi tiếng mà nó quay thì nó sẽ tìm hiểu lịch sử rồi. Chưa còn nào thẳng bác ý kiến nó thì nó trước mắt là không, cái thằng này là YouTuber mà tính nó chuyên về lịch sử rồi, nó không dám nói bậy như cà thảo. Ê, rồi cuối cùng là cây đó báo lại nhiêu để biết nè, bán đi mà đầu tư chi cho cố vô, bây giờ bỏ đó bán đi, muốn tôi quay phim tôi quay mà 3 triệu nha. Trời ơi, mua 2,5 triệu bán 3 triệu không bán luôn. Bà này bao nhiêu cái nè. Mình phải đưa tiền, mình phải đưa cho tao, tao đưa cho nó mới chắc ăn chứ, giờ mình kêu 3 triệu. Đưa tiền cho anh luôn hả? Không chắc ăn. Đưa tiền cho anh luôn. Ý là đưa tiền. Là anh giống như là anh phải giữ đó không? Ừ. Anh giống như anh đứng dịch vụ ở giữa. Nó không có tự tin, ví dụ mà 3 triệu mà tự mình nói được. Ờ, là có thể đưa về cho nó không phải không? Nó kể vậy luôn nè. Ờ, kể vậy là đúng á. Không. Nè. Mấy cái thằng làm vlog. Đủ rồi. Mồi thì không còn gì hết nha. Còn mấy miếng mỡ à. Trời ơi. Đây cái này người ta ngày sướng tới sáng chưa hết nữa. Đây nè, đây nè, miếng mỡ nè. Dạ uống rượu phải không? Uống rượu. Đem thêm 2 cái ly ra nữa. Rồi. Cho nó đúng phải tình cảm với người ta. Đúng. Hết bệnh rồi hả? Hết bệnh. Bệnh gì ông nội, tôi không có bệnh gì hết nha. Tôi không có bệnh gì đó, tôi là từ nào giờ. Ông anh này ông nhớ ai á? Sao vậy ta? Chị này nó bị gì á? Uống thuốc gì á? Một lần nhớ là uống mấy khôi thùng rồi nó uống chắc được lâu rồi. Ừ. Thôi giờ uống đủ em ngồi. Chịu quá đủ nha. Rồi. Rồi à. Vô. Vô. Uống cái này nó đã rồi, nãy giờ uống quá gì. Lạnh. Nhà này ở đâu vậy? Hả? Má thiệt su cà na gì chứ. Anh mua ở Bát Hóa Xanh á. Dỡ luôn ngủ rồi, về anh em ơi, về 200. Má quay viên vô nào cũng thấy hiểu, chết mẹ. Ở nhà em như bán cái lâu nhà là gạt phải không? Đâu còn quay không? Còn quay. Còn cái này dễ xài hơn. Không, ý em đó là em đi mua cái nhà em hơi rồi. Đây là rượu nè anh em. Rượu sao? Như bên hình điện máy xanh á, mình rượu thuốc mà. Phải đúng đồ không? Ủa đang quay mà. Đâu chiều. À cũng vô à. Phát là không phải rượu đâu. Rồi chiều anh nên rượu thì cái chai đó là chai nước ngọt mà. Không không. Rượu mà. Đúng rượu không? Rượu rượu. Coi chừng anh Phát uống không phải rượu á nha. Thôi vậy uống này đi anh uống khác. Không em uống đâu. Hả nha. Ơi, bữa nay mình tôi uống 8 lon với bây giờ thêm 1 ly rượu nữa mọi người. Hả? Ông anh này sắp chết rồi nha. Chết rồi. Chết rồi. Xíu nữa có năn nỉ không? Ừ, năn nỉ như dứt chịu số. Giờ tao kêu giờ rỗng này lên uống nhưng không chịu đâu, uống 3 cái xăm bổ lượng. Sao mỗi lượng 12 lon á anh? Ừ. Bữa nay gặp kê dữ rồi. Gặp kê dữ à? Đúng rồi. Đúng rồi, tái chế được. Người ta tái chế mà. Làm giấy mặt cái gì nãy? Ồ, mà sao mà cái bông trang nó đẹp dữ vậy trời? Không, bông trang nó tròn. Sao méo mỏ vậy? Không em méo mỏ. Thì như miếng đất sau của Phương nè. À, để Thảo vô ngủ phải chè.
Này cái này. Trời ơi coi. Đây kìa. Đã tôi nói rồi. Uống yếu chịu thua ngay từ đầu đi. Bài đặt xạo sự rồi vô đây nằm ngủ coi kìa. Bây giờ sao? Đâu có không có cái gì để mà làm chứng cứ ngoại phạm hết đâu Thảo ơi. Hai anh em tôi ngoại nói chuyện từ giờ nửa tiếng đồng hồ rồi. Không. Ngủ ta. Thôi, thôi đừng nói ngủ gì nữa. Nào nói bài rượu. Ờ thằng nào bài rượu, nào bài uống rượu. Tôi về nhắm mắt tôi nói chuyện được mà. Nhắm mắt nói chuyện được không? Được. Đang nhìn ai hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi là sao? Hổ đang nhìn ai? Đang nhìn ai vậy? Đang nhìn mà. À, đang nhìn ai? Nhìn không được. Nhìn ai cũng được phải không? Mày là nhìn về hướng nào? Đang nhìn về hướng nào? Nhìn về hướng nào không được. Có một Thảo Cu Te ở Sài Gòn nha. Ổn lắm luôn á. Sao kỳ ta? Kỳ ta gì? Mới vừa mở mắt rồi. Nè, hiện giờ là chúng là hẳn là anh chưa uống tại vì anh em mới nhắc được có thùng bia lại có xị mấy hai xị rượu nhất thôi nên cũng gọi là chưa gọi là uống lắm là... mới có mấy xị rượu nhất thùng bia Việt thôi cho nên là mình cứ chưa xét vô cái độ là uống chỉ là xã giao hỏi thăm chuyện thôi bây giờ chưa uống nha cơ mạnh của Sài Gòn mấy giờ mới cơ nhất thôi á nhưng mà đúng không cơ mạnh của Sài Gòn cơ mạnh của Sài Gòn vô nằm ngủ nè đây là con của con ngủ đâu Dượng giờ con Dượng phát biểu cảm nghĩ về ba không coi quá trời thất vọng luôn chạy vô mấy quá trời cơ nhất thôi chưa có xịn đây chưa uống vậy mà rồi nói chuyện mở mắt ra chứ làm gì kỳ vậy. Nhưng mà thói quen nói chuyện hay nhắm mắt. Vẫn nói chuyện mà. Nhưng mà hay nhắm mắt thôi. Vẫn nói chuyện bình thường. Vẫn thấy mọi người. Thôi rồi, bởi vậy. Chào mọi người nha. Chào mọi người nha. Hello. Rồi. Cái tật hay nhắm mắt thôi. Rồi, mọi người chào anh. Tắt móng ở trên thôi. Quăng xuống đớp. Ờ. Mà ở dưới thì cá lóc có chơi dưới nó phải ngâm cứu nó nghiên cứu cho được rồi nó mới ăn mới đớp à. Nó mới ngâm trụ được lâu nói chuyện đàng hoàng đi nói chuyện đàng hoàng mà không nào làm gì kỹ mắt nó hơi bập mở mắt mà lơ coi không mở được nhớ là vậy hả cái kiểu mắt này, mắt này nó tỉnh rồi nó gánh cái mắt còn lại có nghĩa là nó mới xỉn nó mới xỉn con mắt đậu không được phải không là xỉn được. Là xỉn mất con mắt bên đây thôi xỉn một bên mắt thôi một bên não nó vẫn hoạt động nó vẫn tỉnh vậy là mới có chết nửa não nha mọi người mới chết nửa não rồi bây giờ là muốn giết ảnh thêm chết một nửa não nữa cũng hơi căng nha mọi người này là quá ngon rồi bữa nay ngon lắm nha mặc áo bình thường tắm rồi mà tắm rồi hả mặc áo bình thường luôn á sọt tay rồi hết rồi đúng không sọt tay hết rồi rất là bình thường lắm tỉnh táo nha bình thường mà không bình thường thế nào thế không bình thường mà không với ông anh mình bữa nay tự nhiên nhậu với người tật nguyền thôi nãy giờ mình cũng nói không biết thì bỏ qua biết bây giờ đến đây là hết nha mọi người chứ quay tật nguyền này hoài mình nhìn thấy cái mặt nó mình ứa gan quá